Được khởi động từ ngày 12 tháng 10, sau 7 ngày, đã có gần 63.000 lượt người đóng góp qua ví Momo tham gia chương trình Hướng về miền Trung do báo Tuổi Trẻ phát động. Thông qua ví Momo, tình người, tình đồng bào đã được lan tỏa mạnh mẽ. Hàng trăm ngàn lượt quyên góp gửi về, mong góp phần nhỏ tấm lòng cùng bà con vượt khó. Con số 3 tỷ đồng, mục tiêu quyên góp tính đến 19 tháng 10 đã đạt 90% với gần 63.000 lượt quyên góp và số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, chỉ trong 7 trên 20 ngày như dự kiến ban đầu. Chiều 19 tháng 10, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập của ví Momo, đã đến báo Tuổi Trẻ trao trước khoản tiền 2,5 tỷ đồng mà bạn đọc trên cả nước đóng góp để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ. Kết quả khả quan này có thể nói là niềm tự hào và hạnh phúc to lớn của ví Momo, các đối tác và những nhà hảo tâm vì đã chung sức đồng lòng với bà con miền Trung. Việc kêu gọi của báo Tuổi Trẻ rất là phù hợp và cũng đã được đông đảo người dùng Momo cũng như tất cả khách hàng tham gia nhiệt tình, vì cái điều này sẽ giúp cho cái việc tấm lòng con người, cái từ thiện con người được lan tỏa, và Momo là một cái platform để mọi người có thể thực hiện được cái việc đấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2, đó là việc hỗ trợ đồng bào sau bão lũ, là hỗ trợ đồng bào sửa lại nhà, hỗ trợ trẻ em đến trường, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tính đến tối 19 tháng 10, báo Tuổi Trẻ đã nhận được gần 4,5 tỷ đồng tiếp nhận đóng góp của người dân, trong đó có gần 2,7 tỷ đồng góp qua ví Momo và gần 2 tỷ đóng góp của bạn đọc qua chuyển khoản và trao tiền trực tiếp. Cứu trợ lúc này là vô cùng khẩn cấp, không chỉ giúp bà con miền Trung vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn hỗ trợ họ khi sửa sang lại những mái nhà xơ xác, dựng lại những mái trường sau khi lũ đi qua.